Hi, và chào mừng các bạn đến với tập tiếp theo của Crysis phần 2. Và ngay lúc này chúng ta đang ở dưới một cái hình như là có một cái tầng hầm gì đó các bạn, tàu điện ngầm hay sao đó. Đây, đây chính là dung nhan của những người mà đã bị nhiễm bệnh đây các bạn. Thấy ghê không? Thì cổ hôm này bị nổi cái gì nè. Nhìn bây giờ ổng như con zombie vậy đó. Thôi, bây giờ mình sẽ tiến về phía trước đây. Đó, bật chế độ này là nhìn ban đêm được nè. Ở dưới này là hình như có mấy thằng lính gì nữa đó các bạn. Mình sẽ bắn nhau cho nó dưới này. Quê, cái gì vậy? Con gì á? Trời, mày nè. Ôi, con này không phải của trái đất rồi các bạn ơi. Nó là con gì đó của tụi người ngoài hành tinh nó thả ra đó các bạn. Thằng này muốn uống nước ngọt hay gì đây? Nhưng anh ấy không có tiền, cho nên là anh ấy phải đứng đây khóc. Nào, trời ơi, nhìn mấy người này tội nghiệp quá các bạn. Nhưng mình không thể làm gì cho mấy người đó được. Mình không có thuốc chữa bệnh. Ủa, tôi đang đi đâu vậy? Ủa, đi đường vòng hả? Có cái đường đi không mà nãy giờ mình lượn qua lượn lại. Đây. Ơi, chết nè. Ai đây? Thằng này chính là thằng lính của phe bên kia, cái phe mà nó bắn mình á. Biết gì mà không cứu nó đâu, trời ơi. Cứu nó rồi nó cũng bắn mình thôi. Nhưng mà mình cũng giết nó rồi. Trong người mấy người này bị chảy cái gì ghê lắm nè. Chúng ta phải đi tiếp thôi. Rồi, ok, chúng ta đã qua cái màn tiếp theo của cái game này đây. Okay. Wow, nó bắn cái gì vậy ta? Ai bắn ai vậy? Các bạn thấy cái phần 2 này phê không các bạn? Phần 2 này mình thấy là phê dữ lắm luôn á. Chơi đã hơn phần 1 nhiều. Oh. Rồi, cái đó là một cái tàu ngoài hành tinh các bạn. Đang bị bắn tên lửa. Nó bị mấy người trái đất đang dùng trực thăng rượt theo bắn tên lửa vô. Quá trời rồi. Rồi, sập nguyên cái nhà luôn. À, chúng ta đứng ở đây coi phim chút nha. Trời ơi, phim đẹp quá, không coi thì rất là uổng. Cái gì vậy? Nè, cái nhà bên đây sập luôn nè các bạn, ngã luôn nè. You see that? Must have gone down less than a block from where you are. You do realize what this means, right? This is our chance. This is it. Forget extraction. We have to jump on this. Mình chưa có cái đầu giám thanh. Get them to me here at the lab. This could be our best shot at rolling back the spore. Maybe the whole invasion even. But you better make it fast. Lockhart's going to have cells swarming all over that crash site in nothing flat. Súng lục của mình có giảm thanh này các bạn. Gì đây? Giữ nút V để sử dụng cú đá sức mạnh. Wow, ghê ta. Ui, mình thấy được hai thằng. Đó, một thằng đã lên trời. Yeah, nói chung là mình có đồ giảm thanh này mình ngon rồi các bạn.
chết nè. Đó, bây giờ chúng ta không cần lộ mặt nữa. Ok. Súng shotgun. Mình bỏ cái này đi, mình lấy cái shotgun bắn đi ha. Bỏ cái súng bỏ cái súng dài kia, lấy cái shotgun. Chết này. Thôi. Chết mày à. Chết mày à. Ủa bị gì ta? Trời, các bạn thấy kinh không? Nó ném lựu đạn kinh không? Nó ném liên tục luôn á. Rồi, bắn bể cái thùng. Shotgun dở quá. Nghĩ là shotgun này. Chẳng súng dài lại. Đây. Giờ cái súng dài của mình có giảm thanh luôn rồi nha. Rồi tụi nó khá là đông đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đánh dấu tụi nó ha. Đông lắm các bạn ơi. Ngay đầu. Ngay đầu. Ngay đầu. Wow. Chết từ ba thằng ngay đầu rồi đó nha. Giờ xuống xuống chiến luôn nè. Mình bứt cái súng này ra được luôn. Trời ơi, các bạn thấy mình cầm cái súng gì không? Tụi nó phía trước đông lắm kìa. Chiến luôn nha anh em. Súng này là súng máy mạnh lắm á, nhưng mà nó giật. Quá dữ. Thằng nào xuất hiện mau lên. Quá xịn. Hết hồn, trời ơi. Mình tháo cái giảm thanh này ra luôn. Đó, bứt cái này ra luôn. Bây giờ thì mình phải đi hướng nào đây?
ơi 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 rồi mình sẽ làm gì ở đây đây? Check the escape pods. We're looking for tissue samples, dead crew, anything like that. Đúng đó, có mày, có hai thằng đó. Trong cái này là cái gì ta? Không có gì cả. Xong. Rồi, lượm được khẩu đại bác. Wow. Nó kêu mình xuống này làm gì ta? You there? Prophet? You have to get inside there and sample the wreckage. We're looking for dead crew, any genetic material you can find. Nó kêu mình đi vô trong đó đó. Nhưng mà target sighted. Engage. Ê, nó bắn mình. Được. Yeah. Ai cha. Oh. All right, you're in. Run a scan of the hull. Mấy cái này là cái gì nè các bạn? Thật không là?
Gì đây? Ê, con gì kìa? Đó, đối thủ chính của chúng ta trong cái game này đấy các bạn. Nó làm gì mình kìa? Oh no, nó giật điện mình. Chết một con. Rồi, mình làm gì đây? Đang phân tích. À, mình lấy mẫu của con này để phân tích. Bấm chữ H nè. Rồi, cái này là nâng cấp nữa các bạn. Nâng cấp bộ giáp của mình nè. Mình có 100 điểm nè các bạn. Mình giết mấy con đó xong rồi mình lại mình ăn. Đó, mình sẽ được cái điểm này nè. Rồi mình dùng cái điểm này mình tăng cho kỹ năng của mình. Là gì đây? Tăng này đi. Đó, vậy là xong rồi đó không? Rồi, chúng ta làm gì tiếp theo đây? Hãy đi ra chỗ kho chỗ đó đi. Rồi, mục tiêu hướng này. Cái ông mà nói chuyện với mình trên cái radio, ổng vẫn tưởng mình là cái ông Prophet các bạn. Cái ông Prophet là cái ông chết rồi á. Cái ông mà cho mình cái bộ giáp này nè. Nhưng mình không phải. Gì đấy? Ê, quên, bỏ súng lục đi. Bỏ cái súng lục đi. Thấy cái này. Đó, bây giờ mình có hai cái súng dài. Đó. Không phải sướng hơn không? Lại gắn đồ vô nè đó. Rồi, tụi lính đang đánh nhau tụi này. Ô, trời ơi. Giả man quá. Tụi này nó xiên mấy thằng lính như đồ chơi luôn. Thôi thôi khoan, mình đánh đi, cho tụi nó bắn nhau đi các bạn. Cho chúng nó đánh nhau đi. Mình đứng đây mình coi thôi. Rồi đó, một thằng là chết. Còn thằng nữa kìa. Ra thịt nó luôn. Đấy. Oh. Ủa, nó đánh thằng đó xong nó chết luôn rồi. Cho cái viên đạn cuối cùng của thằng đó bắn vô con này chết luôn. Được. Rồi rồi. Ý, ý, ý. Ý. Bọn này đông phết. Mình đứng đây mình coi thôi các bạn. Mình không làm gì chứ. Rồi bây giờ mới tới tôi nè. Đó. Đây là cơ hội của mình. Mình phải biết tận dụng. Cứ việc cho chúng nó đánh nhau đi. Mình là đứa cuối cùng thì mình sẽ bắn.
Chết chưa? Đây hả? Ồ. Đứng nhịp mình nữa kìa. Nhịp tao hả con? Bộp. Hình như mình đứng ngay con này là mình ăn cái gì rồi đó. Rồi chúng ta vô đây. Ủa sao nhờ? Ô đường bên này để mình chỉnh lại cái. Này bấm chữ C mới đúng nè. Rồi rồi xong, trời ơi. Ok, và cái clip hôm nay của chúng ta tới đây là kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi nha. Hẹn các bạn vào cái tập tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. I've got interface protocols rolling up on all the lab systems and a bunch of biotech patent documentation with Hargreaves.